Một chiếc xe dừng lại ở trước cửa gara sửa xe. Nhìn tốc độ này thì không giống như đến sửa xe. Một cô gái hai chân dính máu bước từ bên trong ra. Cô ấy bước vào, tiện tay vớ luôn chiếc búa tạ bên cạnh, kéo lê nó trên nền xi măng, phát ra âm thanh chói tai. Chủ gara sửa xe rõ ràng đã nhìn thấy cô ấy đến, nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy. Cô gái đến bên cạnh ông ta, ông chủ ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy một đôi chân đẹp đầy vết thương. Ông ta giả vờ ngây ngốc, nhưng trong lòng không biết đang nghĩ gì. Cô gái mở miệng nói, ông chính là ông Quang phải không? Ông Quang lộ ra biểu cảm háo sắc, đáp lại một tiếng. Đội trưởng từ gầm xe ra, chỉ thấy cô gái giơ cao cái búa, không nói không rằng đập thẳng xuống. Tất cả những chuyện này phải kể từ vài ngày trước. Cánh cửa nhà tù dần dần mở ra, Ina E được thả ra tù. Rất rõ ràng, cô ấy bị hãm hại, đắc tội với một tên con nhà giàu có tiền có thế, bị ngồi tù oan 1 năm rưỡi. Sau khi ra tù, cô ấy quyết định sống cuộc sống bình yên với em gái. Hôm sau em gái tan học về, Ina E phát hiện cô bé có vấn đề, nhưng dù hỏi thế nào cô bé cũng không dám trả lời. 2 ngày trôi qua, Eunhee bị các bạn học chặn lại trong lớp, không cho rời đi. Ieri muốn giúp đỡ cô bé, kết quả bị xử lý. Mấy người lôi cô bé ra ngoài cổng trường, sau đó đến KTVH hò. Cô bé muốn gọi điện thoại cho chị, kết quả bị phát hiện. Trong quãng thời gian Ina E ngồi tù, cô em gái yếu đuối thường bị coi thành hàng hóa để trao đổi. Thậm chí còn có mấy tên lêu lổng bán cô bé cho khách với giá cao, sau đó lừa tiền của khách. Càng ngày kiếm tiền càng dễ, kéo theo ham muốn của chúng ngày càng lớn. Chúng không ngừng tìm khách mới. Cùng lúc đó, Ina E đang đi tìm em gái. Cô bé đã 3 ngày không về rồi, cảnh sát cũng không tìm được cô bé. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Ina E đi đến trường học. Rõ ràng bạn học của cô bé có tật giật mình. Khi Ina E chuẩn bị rời khỏi trường học, Ieri đưa cho cô ấy xem một đoạn video. Khi Ina E xem xong tất cả, cô ấy sợ ngây người. Nghe lời, đừng dãy ruộng, bọn tao sẽ cho mày tiền, ngoan, nghe lời. Không ngờ cô em gái ngốc của mình lại từng bị nhiều người bắt nạt như vậy. Buổi tối, cô ấy chặn mấy đứa con gái trên video trong nhà vệ sinh công cộng. Không nói không rằng lập tức đập cho một trận, dẫn theo cô ta đến chỗ của tên lêu lổng kia. Sau khi khống chế hắn thì hỏi tung tích của em gái. Tên đó nói, mấy ngày trước khi hắn chuẩn bị lừa khách hàng, vào cửa liền nhìn thấy một ông anh xăm trổ khắp lưng. Hắn ta không thèm để ý đến lời uy hiếp của bọn họ, hơn nữa còn cầm dao đâm vào chân mình. Mấy tên ăn chơi lêu lổng bọn chúng đã nhìn thấy chuyện này, sau đó bị ép ký tên bán em gái cô cho bọn chúng. Theo địa chỉ liên lạc trên danh thiếp, Ina E gọi điện tìm suốt cả đêm. Cùng lúc này, một phụ nữ diêm dúa đi vào phòng. Cô ta hỏi Eunhee ăn cơm chưa, nhìn thấy cô bé không nghe lời liền tát vào mặt cô bé. Chủ khách sạn đi vào trực tiếp ra tay với Eunhee. Đám người này thật sự vô cùng kinh tởm. Ina E cũng đang trên đường chạy tới, theo địa chỉ trên danh thiếp đi đến một bãi đỗ xe, đợi người của công ty bọn họ đến làm việc. Đợi ở đây cả một đêm, cuối cùng nhìn thấy chủ của chiếc xe này xuất hiện. Cô ấy đuổi theo, gọi vào số điện thoại xác nhận thêm lần nữa. Người nghe máy chính là tên đàn ông đó. Ina E không hề do dự, trực tiếp dập máy, đồng thời đâm vào xe hắn. Mở cửa ra, trích điện khiến hắn ngất đi, sau đó tát một cái gọi hắn tỉnh. Cô ấy sử dụng dây thừng quấn lên cổ hắn. Hiện tại Ina E chỉ muốn tìm em gái mình, không muốn giết người. Cô ấy ép tên đàn ông tìm được vị trí của em gái. Tên đàn ông làm theo, trên đường luôn thao thao bất tuyệt nói gì đó. Một cái tát lại đập vào mặt hắn ta. Hắn như bị điên, lái xe đâm vào giải phân cách. Sao hắn có thể là đối thủ của một vệ sĩ chuyên nghiệp chứ? Cô ấy lên gối đánh ngất hắn, sau đó nhét vào cốp sau. Dùng điện thoại của hắn gọi điện, hỏi thăm khách sạn hắn sắp đến. Sau khi vào khách sạn, nhìn thấy trên đầu cô ta đang cặp chiếc nơ mình tặng em gái. Không nói một lời, nắm lấy tóc cô ta đập mạnh vào cửa. Cô ta ngoan ngoãn đưa cô ấy đi vào khách sạn, trích ngất phục vụ rồi kéo vào trong phòng. Đi vào phòng làm việc rồi khóa cửa lại. Tên chủ rất minh ngang. Ina E lấy dao ra, nhưng hắn vẫn không có chút biểu cảm sợ hãi nào. Từ trước đến giờ Ina E chưa từng muốn giết người, chỉ muốn tìm em gái mình. Hắn ta đánh lén, hắn nắm tóc Ina E dùng sức đập lên bàn, nhặt kéo lên đâm vào người Ina E. Kết quả không đâm trúng, kéo tay hắn lại, hai chân kẹp lên cổ hắn. Người phụ nữ bên cạnh nhìn mà run cầm cập. Khi mạng sống gặp nguy, tên chủ khách sạn nói ra tất cả. Hắn ta đã bán em gái của Ina E cho một ông chủ lớn với giá cao. Tài xế của ông chủ lớn vừa đón em gái cô từ đây đi rồi. Tại trạm thu phí, khi tài xế đi vệ sinh, Eunhee liền trốn ra ngoài. Khi tài xế quay về thì không thấy người đâu nữa. Hắn chặn một chiếc xe khách sắp rời bến lại, Eunhee hét lên đừng mở cửa. Tài xế xe khách không thèm quan tâm, mở cửa xe ra. Hắn ta túm lấy tay cô bé rồi kéo ra ngoài. Cô ấy gào thét xé lòng, nhưng trong xe không một ai quan tâm. Sau khi hai người xuống xe, chiếc xe nghênh ngang rời đi. Trong một nhà kho hoang phế, Ina E mở cốp xe ra. Biểu hiện của người đàn ông vẫn rất ngông cuồng. Kết quả, Ina E dẫm ga lùi lại, đâm liên tiếp 3 cái. Mở cốp sau ra, ném hắn ta lại đây. Tài xế đưa Eunhee đến một nhà kho của công ty. Hỏi cô bé, chị cô làm gì? Cô ấy trả lời thật thà. Tài xế nhớ đến hành động của ông chủ đối với mình. Nếu như đưa Eunhee qua đó, cô bé chắc chắn không có con đường sống. Cùng lúc này, lần theo danh sách cuộc gọi, Ina E đến một siêu thị nhỏ. Ông già thấy có người đến hỏi thăm tin tức. Ông ta có tật giật mình, vì ông ta đã từng bắt nạt em gái cô ấy. Ông ta nói mình đã trả tiền rồi. Trưa hôm đó, hắn ta nhìn thấy Eunhee ngốc nghếch nên nổi lòng háo sắc.
hắn hơi quá đáng một chút. Nhìn cô bé không phản kháng, liền được nước lấn tới. In Ae rơi nước mắt. Lời nói của ông ta rất đáng kinh tởm, vợ ông ta cũng tức điên. In Ae bẻ gãy ngón tay của ông ta, túm ra ngoài cửa, mở cửa ra. Một lần, hai lần, ba lần, liên tục kẹp vào ngón tay của ông ta. Ông ta nói, ông ta giới thiệu cô bé cho ông chủ của gara sửa xe và quán chụp ảnh. Bọn họ đã cho mình một ít tiền. Đến bây giờ In Ae vẫn chưa muốn giết người. Cô ấy đi đến tiệm chụp ảnh, ông chủ tưởng là khách hàng. In Ae nhìn thấy ảnh của em gái mình treo trên tường, cô ấy lập tức muốn sụp đổ. Cô ấy cầm khung ảnh đập thẳng lên đầu hắn ta. Nhớ đến hôm đó, ông lão giới thiệu cô bé qua đây, cô bé giống như một con rối, ngồi im bất động ở đó. Dù cho quá đáng thế nào, cô bé cũng không phản kháng. Còn cả ông chủ gara sửa xe đã nói cho họ khoái cảm đó. Hơn nữa bọn họ cho rằng mình chỉ cần trả tiền là có thể làm như vậy. In Ae điên rồi, lái xe xông đến gara sửa xe, dừng xe bên ngoài cửa, mặt không cảm xúc đi vào trong, với lấy chiếc búa bên cạnh, đi đến chỗ ông chủ, hỏi lại tên của ông ta, trực tiếp nện một búa xuống. Cả cánh tay của ông chủ mất đi cảm giác. In Ae lợi dụng giày cao gót, dẫm đi dẫm lại lên tay ông ta. Hắn ta không ngừng xin tha. Đến giờ này In Ae vẫn chưa định giết người. Đám người này quả thực quá kinh tởm. Câu trả lời của hắn càng khiến In Ae khó mà tin được. Bọn chúng lại bán Eun-hee cho ông chủ trước kia của mình. In Ae nhớ lại khi mình vào tù, chính là bởi vì em gái bị bỏ thuốc, sau đó lại bị kéo vào đấu tranh của cảnh vệ. Một chút lương thiện còn sót lại trong lòng In Ae đã tan biến hoàn toàn. Cô ấy kéo cái trống đi, đè chết hắn ta. Cùng lúc đó tài xế gọi điện cho In Ae, muốn thả cô gái này ra. In Ae nói với anh ta, cô chuẩn bị giết chết ông chủ của anh ta. Biết chắc chắn In Ae sẽ chuẩn bị giết chết hắn ta. Khi nhớ lại thái độ của ông chủ đối với mình, cộng thêm chuyện giữa mình và bà chủ, anh ta quyết định giúp một tay, nói cho In Ae biết vị trí của ông chủ. Ông chủ lớn đang tham gia đêm tiệc từ thiện, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó. In Ae lén lút chuồn vào, kết quả vừa đến cửa đã bị tên vệ sĩ khác phát hiện. Cô ấy lấy dù cui điện chính nhất hắn, cướp lấy súng, chĩa vào đầu ông chủ lớn. Vừa mở mắt ra, mặt hắn ngây ra, nói mấy câu đã đoán ra thân phận của In Ae. In Ae ép hắn ta vào tường, dùng một ánh mắt đã lừa được In Ae. Cô ấy chưa trải sự đời nhiều nên lại bị gài bẫy. Một đám vệ sĩ xông vào phòng, bị In Ae hạ gục nằm la liệt dưới đất. Sau đó lái xe đuổi theo hắn, nổ súng bắn vào vai hắn ta, nhưng vẫn để hắn chạy mất. Tên ông chủ lớn gọi điện thoại cho tài xế, ra lệnh anh ta giết chết Eun-hee, đồng thời sắp xếp nhiều người đến bảo vệ mình hơn. Hẹn trước một địa điểm, gặp mặt ở bãi đỗ xe sân thượng của trung tâm thành phố. Tài xế vẫn tiết lộ thông tin cho In Ae. Ông chủ lớn cũng không phải dạng vừa, hắn tính toán hình như mình đã bị bán đứng. Khi In Ae chạy đến bãi đỗ xe, lại một lần nữa bị hắn hãm hại. Tài xế cũng đã bị bắt. Còn chưa nói được một câu, ông chủ lớn đã giết chết anh ta. Ván bài này tài xế đã cược sai, dẫn đến phải đền bằng tính mạng. Đúng lúc này, In Ae bên ngoài hạ gục 40 tên đàn em, rồi liên hoàn đấm vô số cái, đánh chết tên ông chủ. Sau đó dắt đứa em ngốc nghếch của mình rời khỏi thành phố này. Bộ phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.